Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật mùng 3 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Cảnh sát biển Việt Nam tan hoang vì giản tướng suy thoái. Ban Bí thư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu vào ngày mùng 1 tháng 10 đã quyết định kỷ luật 9 tướng lĩnh cảnh sát biển. Trong đó đã khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thiếu tướng Lê Xuân Thành và Thiếu tướng Lê Văn Minh, cách chức trong Đảng của 7 tướng lĩnh còn lại. Trước đó vào hôm 30 tháng 9, Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố ban lãnh đạo của Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 có những sai phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là hình ảnh Cảnh sát biển Việt Nam có thẩm quyền kiểm tra vùng biển rộng lớn cũng như hàng hóa xuất nhập cảng biển. Quyền lực còn lớn hơn cả hải quan, là môi trường rất dễ có sự cấu kết với các tổ chức buôn lậu hàng hóa và trốn thuế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cá nhân khác. Thông cáo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói rằng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nghe đại diện Quân ủy Trung ương phát biểu, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, quy định của Quân ủy Trung ương để nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả các bí thư, phó bí thư đảng ủy, tư lệnh, phó tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc đã suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan này còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để bộ tư lệnh và các đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý sử dụng tài chính, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản như mua sắm thiết bị kỹ thuật, vật tư, hàng hóa, đấu tranh phòng chống buôn lậu gây hậu quả rất nghiêm trọng. Đường Kim tư lệnh cảnh sát biển đã mất chức. Ban Bí thư kết luận Trung tướng Nguyễn Văn Sơn với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, tư lệnh cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Chịu trách nhiệm chính và chịu trách nhiệm là người đứng đầu về các vụ việc vi phạm, khuyết điểm của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc. Bản thân đã suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống. Ông Sơn còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc khi ký ban hành một số văn bản quan trọng trong công tác trọng yếu. Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật để xảy ra sự việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Ban Bí thư cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn. Và vụ việc đã dẫn ra là cách chức hàng loạt tướng trong cảnh sát biển của Việt Nam. Và như vậy, lực lượng cảnh sát biển đã tan hoang từ đây. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các cán bộ, sĩ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vào hôm 11 tháng 7 năm 2019. Thông cáo vào ngày 1 tháng 10 có nói vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân là rất nghiêm trọng. Một số cán bộ cấp tướng, người đã đứng đầu đã suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Quy định về trách nhiệm, nêu gương, làm thất thoát, thiệt hại rất lớn về tiền và tài sản của nhà nước, làm tổn hại nghiêm trọng uy tín của tổ chức đảng, hình ảnh của Cảnh sát biển và Quân đội Nhân dân Việt Nam, gây bức xúc dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng. Và Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức cảnh cáo, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thiếu tướng Lê Xuân Thành và Thiếu tướng Lê Văn Minh. Thiếu tướng Lê Xuân Thành với cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc thuê phương tiện xăng dầu gây thất thoát lớn ngân sách của nhà nước, nhận hối lộ và đã bị khởi tố bắt giam. Thiếu tướng Lê Văn Minh với cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã vi phạm pháp luật trong việc ký duyệt các văn bản hồ sơ xử lý các vụ việc thuê phương tiện và đề nghị thanh toán rút tiền từ ngân sách nhà nước, nhận hối lộ cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Lê Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4. Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Thiếu tướng
Doãn Bảo Quyết, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng Trần Văn Nam, Thiếu tướng Đào Hồng Hiệp. Thông cáo nói tiếp, đồng thời giao cho Quân ủy Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm minh kịp thời đồng bộ các tổ chức đảng cá nhân liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Và tiết lộ sai phạm của các tướng thông qua báo cáo dài của Ban Bí thư ngày 1 tháng 10 còn nêu tiếp như sau. Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Ban Bí thư đã kết luận rằng trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chịu trách nhiệm chính trong việc phụ trách người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, bản thân đã suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Ban Bí thư cũng nhận định với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, bản thân cũng như vậy là suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống. Đây là hình ảnh Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển đã bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Còn ông Hậu phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị không đúng theo quy định của pháp luật, gây lãng phí ngân sách của nhà nước. Thiếu tướng Bùi Trung Dũng trong thời gian giữ chức Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển tính từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 3 năm 2020, bản thân cũng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đã vi phạm quy định của pháp luật trong việc phê duyệt một số kế hoạch mua xăng dầu. Và với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng mua sắm vật tư phê duyệt thành quyết toán xăng dầu nhưng thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến gây thất thoát lớn ngân sách của nhà nước. Thiếu tướng Trần Văn Nam với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020. Trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, ông Nam đã ký phê duyệt nhiều kế hoạch và đề nghị thanh toán tiền thuê phương tiện vượt thẩm quyền, không đúng quy định để các đơn vị trực thuộc vi phạm trong lập hồ sơ thuê phương tiện, gây thất thoát lớn ngân sách cho nhà nước. Đồng thời, ông Nam còn thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên biển để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm, xử lý vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Còn Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển số 2 đã vi phạm quy định của pháp luật trong việc ký phê duyệt các văn bản hợp đồng để đề nghị và được thanh toán chi phí bắt giữ, xử lý vụ việc gây thất thoát lớn ngân sách của nhà nước, chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xử phạt một số vụ việc vi phạm không đúng quy định của pháp luật và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Đồng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Hàng loạt các tướng ta khác cũng bị kỷ luật, bao gồm cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, khiển trách Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Đảng ủy viên Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Khai trừ ra khỏi Đảng đối với Đại tá Phùng Doanh Trại, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần. Thiếu tá Lưu Thế Đức, Đảng ủy viên, Phó Đoàn trưởng Đoàn trinh sát số 2, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Trung tướng Hoàng Văn Đồng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng. Thiếu tướng Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh. Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Tư lệnh. Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Thiếu tướng Lê Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Và với việc tước lon và kỷ luật hàng loạt các tướng tá trong cảnh sát biển tại Việt Nam thì đây là một vụ việc gây chấn động dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt giữa lúc Trung Quốc hiện nay đang tập trận và tìm mọi cách xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì cảnh sát biển hơn lúc nào hết cần phải luôn chủ động để đấu tranh với Trung Quốc, nhưng nay thì họ đã bị tan thành mây khói qua những vụ việc như thế này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật mùng 3 tháng 10 năm 2021 với bản tin Cảnh sát biển Việt Nam tan hoang vì giàn tướng suy thoái. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.